cả nhà thân thương ạ. Bé lại ở trong nhà không ít ra ngoài đúng không em? Anh ăn xin á. Cười. Bé bây giờ chưa có nhận biết được đâu. Sau rồi một thời gian nữa là bé lớn lên hả? Nói gì ạ? À, hồi nãy là tí có xem qua là cái sổ khám bệnh của bé rồi. Nhưng mà ấy là tí và bác sĩ đây là họ bảo là phải xuống dưới gấp để khám cho bé. Con bác sĩ vẫn chưa có đánh giá được là cái cục u đó như thế nào. Nhưng mà ấy là bác sĩ vẫn bảo em là phải đi xuống dưới gấp hả? À? Dạ. Đi trong ngày hôm đó là đi xe cấp cứu luôn đấy. Dạ. Đấy cả nhà. Nghe em sợ em kêu em của em đi về luôn. À. Dạ. Hay là lúc đó là mình chưa cầm đủ tiền đúng không em? Tế xin mến chào cả nhà thân thương đã đến với kênh của Tế. À, cả nhà ơi, ngày mới Tế xin chúc cả nhà an lành, vui tươi và hạnh phúc. Hiện tại Tế đang ở huyện Bắc Ái của tỉnh Ninh Thuận, là đang khu vực miền núi cả nhà. Thì hôm nay Tế quay lại thăm một cái hoàn cảnh. Hoàn cảnh này là hôm trước là hoàn cảnh là đứa bé kỳ lạ nhất thế giới mà có cái khối u ở đằng sau lưng đó cả nhà. Thật sự là Tế rất là thương hoàn cảnh đó luôn. Thì quay lại thì Tế có chia sẻ lên trên kênh của Tế thì có ba cô Mạnh Thường Quân có gửi qua cho Tý một số tiền là để qua thăm bé và để hỗ trợ tiền đó để đưa bé đi khám bệnh và chuẩn đoán bệnh chính xác hơn. Thì cụ thể như thế nào thì Tý xin mời cả nhà cùng theo chân Tý và xem ngày hôm nay. Và Tý sẽ hỏi, tại hôm trước là Tý có hỏi nói với mẹ bé là đi khám bệnh để mình khám ở trên này trước rồi người ta sẽ hướng dẫn theo cách tiếp theo, thì Tý cũng không biết là như thế nào, thì cái khối u như thế nào. Thì Tế xin mời cả nhà cùng đi theo chân Tý để vào bên trong để chúng ta tìm hiểu thêm nha cả nhà nha. À cả nhà ơi, thì hôm mà Tý có đăng tải lên thì có một cô Mạnh Thường Quân giấu tên là có hỗ trợ cho bé là 1 triệu đồng, và một cô Tư ở Mỹ và cô Tám Ngoan là có hỗ trợ cho bé là 1 triệu đồng nữa, là tổng số tiền là 2 triệu đồng. Và Tế cũng rất là cảm ơn một cô Mạnh Thường Quân giáo tên mà đã luôn đồng hành cùng Tế và luôn hỗ trợ Tế, giống như là tiền xăng xe hoặc là tiền xăng xe này với lại tiền hỗ trợ Tế là lúc nói với Tế là cái tiền mà cái tiền vợ Tế có bầu á, là hỗ trợ tiền cho vợ Tế. Thì Tế cũng rất là cảm ơn một cô Mạnh Thường Quân giáo tên, và có một cô là cô Thanh ở Mỹ cũng hỗ trợ Tý là 400 ngàn, là để cho cái tiền xăng tiền nhất Tý đi. Thì cũng rất là cảm ơn các cô, thì các cô cũng hiểu được về cái kênh của Tý. Thì cái kênh của Tý thì thật sự là cũng không có lớn, thì cũng nhờ các cô thì cũng có hỗ trợ Tý, thì nhờ đó thì Tý cũng lấy cái kinh phí đó để Tý đi lên những vùng nước khó khăn. Thì Tế đi như vậy thì Tế sẽ tìm hiểu được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Thì Tế thì cũng muốn là đi đến đâu thì Tế sẽ giúp đỡ những người khó khăn, đặc biệt khó khăn ở đó. Thì cả nhà cũng biết Tế rồi đấy, cái kênh Tế là nếu mà Tế qua tìm hiểu một hoàn cảnh nào đó là Tế tìm hiểu rất là kỹ, chứ không phải là Tế đụng đầu quay đó. Nhưng Tế sẽ hỏi ra hoàn cảnh đó là đáng được giúp thì Tế sẽ giúp, còn nếu mà không có đáng được giúp thì Tế vẫn vào hỏi nói chuyện, nhưng mà Tế sẽ không có giúp được, là Tế sẽ nói bằng cách khéo nào đó để cho họ hiểu được, là họ sẽ không có trách mình. Sợ là có những người họ không biết cả nhà, ví dụ mình không quay không giúp họ là họ lại tưởng đâu là mình như thế này thế kia đấy. Cho nên là cũng rất là khó luôn, cho nên mình phải lựa cái lời nào mà khéo nhất á thì mình quay lại đây. Thì hôm nay Tế quay lại đây là thăm bé Minh. Bé Minh là bé hôm trước là đứa bé kỳ lạ nhất thế giới. Thì bé Minh là không biết bây giờ như thế nào rồi. Thì Tý qua đây, Tý xin mời cả nhà cùng theo chân Tý để vào thăm mẹ bé và bé để biết được cái bình tĩnh của bé là bây giờ như thế nào và cái cách xử lý của bác sĩ là ra sao cả nhà nha. Nhà ơi, cái căn nhà của mẹ của bé Minh á là bây giờ là cái căn nhà tôn này, hôm trước Tý cũng có quay qua cho cả nhà xem rồi đấy. Thì hôm nay Tý qua đây Tý hỏi thêm về vấn đề kia nha. Anh chào hai mẹ con nha. Chú chào bé Minh nha. Dạ, thương ạ.
Bé là ở trong nhà không không ít ra ngoài đúng không em? Anh ăn xin em á. Cái chân. Cười. Cười. Bé bây giờ chưa có nhận biết được không? Sau rồi một thời gian nữa là bé lớn lên hả? Bé Bình có nhớ cò chỗ không? À, bé Bình có nhớ chỗ không? Em đi học rồi. Ừ, đi sao? Em đi học rồi. Ai đi học? Ai đi học nó kêu nghe nè. Em đi học là ai đi học? Ai là đứa em gái đi học rồi hả? À, còn bé Minh có nhớ chú không? Ừ, bé Minh có nhớ chú không? Chắc là không rồi. Cười. Uống sữa không? Có uống sữa không? Chú dặn đi mua sữa nè. Không có. À, uống sữa. À, lát nữa chú dặn đi mua sữa nha. Một chữa mua bánh. À, mua gì? Cháo nữa hả em? Kẹo. À, kẹo hả? Ôi trời ơi, thương không cả nhà. Này, bé ở nhà có hay uống sữa không em? Dạ có. À, ngày nào cũng uống hả? Chồng em hôm nay đi đâu rồi? Đi hái cà phê rồi hả? Dạ. Đi hái ở đâu em? Bên Bảo Lộc á. À, nhà hả? Dạ. Đi lâu chưa hay là mới đây? Hôm qua. À, sáng hôm qua là đi rồi. Dạ. À, anh hồi sáng anh có điện cho chồng em. Dạ. À, điện cái số đó nhưng mà số của chồng em. Thì anh điện nghe thì chồng em nói là chồng em đi làm xa rồi. Dạ. Thì chắc là lần này, chắc là ngày lát nữa là trò chuyện xong anh sẽ lấy số của em để cho anh tiện gọi, ví dụ lúc anh đi lên đây để anh trao tặng quà gì đấy. Dạ. À, em không có số hả? Dạ đi. Nhưng mà là bác sĩ lại bảo là phải đem xuống dưới tỉnh. Dạ, mới biết. À, trên này người ta không biết. À, sao hay nhà em nè? Người ta nói là cái cục này lâu chưa? Nói là xin là thấy rồi. Ừ. Mà người ta khám thì người ta không biết cái cục này, cục gì. Ừ. Người ta phải kêu em xuống viện tỉnh. Ừ. Khám lại mới biết. Nhưng mà ấy là trước đó là cái trước đó lúc mà bé mới sinh ra là bác sĩ ở ngoài tỉnh nói là đây là cục ung thư đúng không em? Cục u ác tính hay u lành tính gì em có biết không? Lâu rồi em biết. À, lâu rồi em không nhớ hả? Anh đang tính một cách đây nè, là chở bé đi khám. Dạ. Ở tỉnh luôn. Là phải chở bé đi khám như thế nào đó để mình biết cái bệnh tình của bé. Tại vì nếu mà mình không biết là mình không biết cách xử lý như thế nào, đúng không? Dạ. Hay là bác sĩ vẫn đâu có cho thuốc uống đâu, tại vì đâu dạ. biết bệnh đâu. Dạ. Khám xong rồi về. Tháng kêu em lấy cái giấy màu trắng đó đưa cho em, xong kêu em qua bên kia ký tên chờ xe đi xuống luôn. À, chờ là xe gì? Xe cứu. À, dạ. Đi xuống là đi khám xong là mổ. Em sợ kêu em của em chờ em về luôn. À, dạ. Là em sợ là không có đủ tiền để mình dạ. đi mổ cho bé đấy. Này cả nhà, à, mẹ bé là sợ không có đủ tiền, không biết là chi phí là mổ bao nhiêu luôn. Thật sự là bây giờ là nếu mà chi phí là mổ cái này nè, cái đằng sau á là anh cũng không biết là bao nhiêu tiền. Sợ như vậy. Nhưng mà anh hôm nay anh có qua đây á là có hai cô Mạnh Thường Quân, là một cô Mạnh Thường Quân giấu tên, là có là gửi đến cho bé là 1 triệu đồng. Cô Tư ở Mỹ và cô Tám Ngoan có gửi cho em 1 triệu đồng nữa, là hôm nay là anh qua đây là tổng là 2 triệu đồng. Là anh qua đây anh định gửi cho em, là nếu mà em sắp xếp được đấy là em có thể là đưa bé đi khám. Tại vì bác sĩ hôm nãy em nói là bác sĩ nói là phải đi khám gấp đúng không em? Dạ. Bác nói là gấp trong đó luôn á, cho ngày hôm đó luôn. Dạ. Em khám được mấy ngày rồi? 2 ngày. Em khám được 2 ngày nãy rồi, cách 2 ngày nãy em mới đi khám. Cái nhà ấy là bác sĩ ở trên này á là gọi là họ không có đủ chuyên môn dạ. để họ phân tích cái bệnh này, họ không có xét nghiệm xét gì luôn đúng không em? Dạ. Đưa con em vô rồi người ta lấy cái tay người ta thật không biết. Ừ. sờ cái sau lưng nè, nó lấy cái cục gì không biết. Ừ. Dạ. Ừ, để thương cả nhà. Vậy là mình ở đây này là
em là không có đi làm đâu được nữa, tại vì bé này không ai giữ là ấy luôn, ấy là vậy đó. Có một mình chồng đi làm. Mình chồng đi làm ở nhà coi con em nữa. Cha mẹ em như thế nào? Dạ cũng bận đi làm rẫy làm nương vậy. À làm rẫy hả? Ấy là gia đình bên em có đỡ không? Không mà. Cũng như vậy á. Cũng giống em thôi. Đi em... làm mướn làm đồ người ta thuê mình đi làm. Gia đình em có mấy người? Năm, sáu người. Gia tính luôn chồng em cũng em chị á. Quên. Ấy là nhà ở đằng sau này là nhà của chồng em hả? Mẹ chồng hả? Dạ. Không, bên này là mẹ em. Mẹ ruột rồi. Mẹ ruột luôn. À, em tính nếu mà mẹ ruột á, mẹ ruột của em nào có mấy đứa con? Ba đứa hả? Dạ. Em là lớn nhất hay sao? Dạ, em là con đầu. Em là con đầu, dạ. Còn hai đứa lớn không? Dạ, lớn. Còn hai đứa con bé cũng có con rồi, cũng giống em hai đứa. Ừ. Hay còn... là có bị tật luôn không? Dạ không. À, có tay khúc chân đầy đủ. À. Chỉ có bé này thôi này cả nhà. Thương. Đây ở trong nhà cả nhà xem này, ở trong nhà là không có cái gì ngoài cái giường này. Chỉ có một cái giường ở trong nhà thôi. Đa số là bốn vách tôn này. Mà cái tôn này á là nó ấy lắm. Tôn này mùa nắng là nó nắng dữ lắm em. Dạ nắng. Nóng kinh khủng luôn. Em mở quạt luôn. Ừ dạ. Cho mắt con cua nó nằm ngủ mắt. Ừ. Thương rồi nha. Cha đi như vậy là có để lại tiền cho mình đây không? Dạ có. Có phần để tiền thì thương. Tại vì à, nếu mà mình không đi hái mùa cà phê á, là chồng em ở đây là đi làm cái gì không? Chứ em nói mà đi phụ hồ. À đi phụ hồ con này à. Chồng ở đây là đi phụ hồ. Dạ. À còn hết phụ hồ, tới mùa cà phê là mình đi hái cà phê. Dạ, ông chủ gọi cho chồng đi hái cà phê. Để bây giờ là bắt đầu là mùa cà phê rồi đấy. Dạ. Đấy, bây giờ là bắt đầu mùa cà phê là bên dân người dân ở đây là họ hay đi hái cà phê, hái cà phê là họ để hái có tiền hơn. Dạ. Một mùa vụ như vậy là nếu mà bây giờ mình chưa có tiền để mình đi khám cho bé thì mình chưa có tiền mua cho bé thì em bây giờ theo cách anh tính là làm em làm cách nào là đưa bé đi khám đi. Dạ. Mình khám cho biết kết quả như thế nào rồi bác sĩ cho. Nè mình về nữa rồi bắt đầu là ví dụ chồng đi làm cà phê về có tiền á. Dạ. Thì mình đưa bé đi làm một lần nữa. Dạ. Theo anh nghĩ là như vậy. Chứ em không thể đâu mà đẹp cái cục u nó đằng sau bé được. Là em biết sao, cái cục u đó có thể là ảnh hưởng tới cái sự phát triển của bé này. Dạ. Nó ảnh hưởng rất là nhiều mà em biết không? Không biết là u này là u lành tính hay u ác tính anh không biết. Anh chỉ sợ là cái cục đó là cái cục gì u ác tính á, là sẽ hành bé là nó rút hết con người bé là không có phát triển nổi, là bé sẽ rất là tội đấy em. Cho nên là mình là một người mẹ thì em tính như thế nào á cho bé gọi là trọn vẹn nhất có thể để cho bé có cái gọi được là sau này lớn lên thì bé cũng đỡ hơn cái lúc hiện tại bây giờ. Ví dụ bây giờ là bé vừa cái chân này vừa cái u này, nhưng mà sau này ví dụ bác sĩ mà có xử lý được cái u á thì nó chỉ còn cái chân thôi thì vẫn đỡ hơn em nha. Dạ. Anh sợ cái u này là sau này nó càng lớn nữa, nó chứ không phải bao nhiêu đó đâu. Nay là mẹ em đi làm cái gì em? Thì mẹ em hả? Mẹ em lên trên núi coi con chó nè, con vịt sửa người ta ăn trộm á. À là nuôi trên rẫy. Nuôi trên rẫy đường hướng. Dạ. Đi Phước Bình hả đúng không em? Dạ. À đi cô đó hả? À. Bên Spin đó. À bên Spin á, Spin là qua cái hồ này xíu là tới rồi đúng không em? À anh biết, anh biết. Anh biết khu đó cũng gần. Mình làm như vậy là nhà riêng em á, em có cái rẫy gì gì không? Dạ có. Mẹ em cho em rẫy mà xa lắm. Xa lắm hả? Em có trồng cái gì ở trên rẫy không? Có. Có hả? Chuối. À trồng chuối hả? Thường anh nghe bảo là chuối ở đây bán rẻ lắm luôn em. Dạ. Bao nhiêu một ký? Là em đi rẫy chặt chuối bán. À, đấy là chuối mình trồng bỏ đó thôi em hả? Dạ, bỏ đó đi. Mẹ em đi phát ngày phát. Đây là chuối. Đó là cũng do là mẹ của ấy nè.
tại em đi được không? Tại vì con em ở nhà không có ai coi. Còn giữ bé này nó không có ai trông luôn á. Nếu mà bây giờ mà nhờ người ta trông cũng kỳ, cũng khó. Tại vì nếu mà ngược đứa trẻ bình thường nó sẽ khác. Còn như bé Minh á, là gọi là bé là không có tự chủ được về là mình đi vệ sinh á. Cho nên là rất khó mà người ta dám nhận, em biết không? Người ta cũng nhận. Thì người ta nói nữa. Người ta là còn nói này nói kia nữa là cũng rất là mệt. Mình ở nhà coi con mình đỡ. Để con cho người ta, sợ người ta nói kia nói nọ cho con mình. Nói gì à? Hồi nãy là Tí có xem qua là cái sổ khám bệnh của bé rồi. Nhưng mà ấy là Tí và bác sĩ đây là họ bảo là phải xuống dưới gấp để khám cho bé. Con bác sĩ vẫn chưa có đánh giá được là cái cục u đó như thế nào, nhưng mà là bác sĩ vẫn bảo em là phải đi xuống dưới gấp Đi trong ngày hôm đó là đi xe cấp cứu luôn đấy. Đấy cả nhà. Nghe em sợ em kêu em của em đi về luôn. Hay là lúc đó là mình chưa cầm đủ tiền đúng không em? Mình đi xe cấp cứu vậy là có miễn phí hay là tính tiền em? Miễn phí em. Đây là miễn phí hả? Dạ. Nhưng mà lên đây là mình phải muốn thuê xe lên lại đúng không? Dạ. Thương cả nhà. Cười. Anh xem nè. Để thương rồi. Cái bắp đằng sau này là cái bắp của nhà mình hay sao em? Dạ. Mẹ em với em trồng sao? Trồng vậy là mình có bán không? Dạ không, để ăn thôi em. Để ăn hả? Dạ. Bắp này là mình để làm gì? Hay là mình để luộc hay là mình để phơi khô rồi mình ra ăn lên? Ăn thôi em. Hay là luộc ăn hả? Dạ. Biết là bắp chơi thôi. Ăn chơi đó. Ấy là mình trồng nhiều không em? Ít à. Đằng sau này hả? Này cả nhà ơi, ở đây thì họ chỉ là nói chung là họ nông nghiệp chủ yếu, nhưng mà nông nghiệp mấy cái cây bắp này này cả nhà. Ngồi đây nhá, anh quay mấy cái đằng sau này để tí quay đằng sau nhà cho cả nhà xem nha. Đây này, họ trồng mấy cái bắp này đây. Chủ yếu là để ăn thôi cả nhà, không bán được đâu. Thì tới cái cây kia là hết rồi. Bắp con gái này. Bắp này á, là theo tôi thấy là bắp này là bắp đá cả nhà, không phải là bắp ấy đâu. Này, bắp này là cũng già rồi này, mà bắp này không có đạt đâu cả nhà. Thấy đây này, này bắp này chỉ là luộc ăn thôi chứ không có ấy được, không có gọi là mình bán cũng không được đâu cả nhà. Bán cũng tại vì lái buôn người ta cũng không mua, mua cũng giá thấp lắm. Đằng sau là có một cái xoài này, bên đây là có những nhà hàng xóm này. Rồi cái hoàn cảnh của hai mẹ con bé là Tí rất thương luôn. Đi bé Minh ơi. Chú dặn bé Minh đi ấy nha. Đi mua đồ nha. Nhà còn gạo không em? Dạ hết rồi, hết hôm qua. Hết hôm qua hả? Dạ. Hết sạch luôn hay sao? Hết sạch. Vậy là anh sẽ chích ra cái số tiền 2 triệu này, anh sẽ đi mua gạo mua về cho em luôn nha. Dạ. Ok, vậy là em ôm bé đi qua bên kia, anh dặn ấy luôn, dặn đi mua luôn nha. Dạ. Em tự mua đồ, tự đồ dọn đồ cho bé ăn luôn. Nãy cái nhà thì thấy xài chích ra 2 triệu đó thì lại chích ra cho bé, để cho mẹ bé để mua gạo mua gì cho mẹ luôn. Tại vì Tí đi thẳng cũng được, nhưng mà đưa thì sợ mẹ bé không dám mua gạo ăn á, là lại hát cả nhà lại tội nữa. Tí rất là thương luôn. Này. Đây là qua đây là có tiệm bách hóa gần đây nè. Ở đây họ có bán gạo có gì không em? Dạ có anh. Vậy là thường ngày mình vẫn đi qua anh này mình mua gạo mua gì chứ đúng không? Dạ. Nè cả nhà. Đây là ở bên này nè, xa đây nè cả nhà. Cái đó là bắp đó cả nhà. Người ta bán. Bán không biết, anh không biết là bán bắp ở đây bao nhiêu một ký em nhỉ? Người ta nói 12-15 ký. 12-15 ngàn một ký hả? Vậy là em qua em mua đi cho bé tự chọn món gì á. Mua sữa mua gì cho bé uống nhiều cũng được. Hồi nãy Tí cũng quên mất đây cả nhà, Tí có ghé vào Tí mua đồ để tặng hoàn cảnh khác, nhưng mà Tí lại quên mua đồ cho bé đây.
bánh. Cái này cái gì đây em mua à, cái đó không ngon. Nếu khi nào bé càng ngon. Ở đây có bán gạo bao không vậy? À anh, dạ. Bao nhỏ bao nhiêu bao anh? Bao nhỏ thì 200 đồng. Đâu bao nào đâu, 25 kg hả? Ừ, 200 hả? À, giờ là lấy em bao đó đi anh. Lấy em một bao gạo đi. Nhà còn dầu mắm gì không em? Còn hả? Dầu mắm gì là còn hết đúng không? Giờ là mua một bao gạo thôi anh. Có sữa chưa? Có sữa cho bé Minh chưa? Cười. Thương nha. Thương. Chờ anh chủ tính tiền nữa. Bé Minh có thích cái gì nữa không bé Minh? Để cháu mua luôn bé Minh. Bé Minh có thích cái gì nữa không? Sao vậy chị? Sao anh làm cho bé đi chị? Sao bé nói gì? Xe. Xe hả? Cái này giá hơi cao. Giá hơi cao. Thôi để mình dành tiền để ăn cũng được em. Để mình dành tiền mình mua sữa mua về đi. Cái này là 15 kg hay 10 kg đây anh? 15 kg sao? 10 kg, cái này 10 kg. 10 kg có loại nào ấy hơn không anh? Cái nào bao vàng có không? Không, bao vàng thì đồ hết rồi. Bao 70 kg. Bao vàng kia thì hết rồi. À, vậy thôi thôi anh tính cái này cho em đi. Cái này 185. Dạ anh tính cái đó cho em cũng được. Dạ dạ tính cái đó thôi. Còn bao gạo là đây 202. Thôi là em tính cái này thôi, không tính cái đó anh. Tính cái sữa thôi. Dạ, sữa với oxy thôi. Là 17 nè. Sữa với oxy nữa. 17 nè. Dạ, dạ. Dạ, không thấy gạo. Để bán được nhiều rồi nha. Lấy mì tôm không? Lấy một thùng nha. Không hả? Rồi. À, để dành mua sữa cho con. À, vậy con nữa. Nói cái gì? Kem. Kem hả? Mua kem cho bé thôi em. Nó đợi xe. À xe mua đi. Xe 300 mấy nữa cả nhà. Mua như vậy là thấy thấy nó mua xe xe chơi chơi là lần không phá. Em của nó cũng qua chơi nó đặt. À dạ. Mua sữa uống đi. Để dành mua sữa con nha. Để dành mua sữa uống. Ở đây là bán đồ đồ thứ luôn nha. Dép hay là cái gì cũng có hết này. Dạ em cảm ơn anh nha. Dạ đi em. Anh tính mua gạo cho em nhiều, gạo đây nó giá cao quá em biết không? Dạ. Thường anh mua gạo 15.000 một ký, bây giờ là tới 18.500, cho nên nếu mà mình mua cái đó nó hơi bị tốn tiền á. Dạ. Thà anh gửi tiền cho em rồi em mua cái chỗ khác nó rẻ hơn em nha. Dạ. Anh hôm nay anh cũng quên mất, nói chung anh cũng không có để ý nữa. Và sáng là cũng có mua một phần quà. Hôm nay người ta bán tập quá cũng gạo gì cũng mất. À vậy. Dạ. Vậy là mình chạy xuống dưới kia, dù khó chạy xuống dưới kia mình mua em nha. Dạ. Tại cả nhà ơi, tại vì ở khu vực này á, là khu vực dân cư á, cho nên là Tý sẽ gửi tiền cả nhà. Còn những khu vực mà ở trên núi là Tý sẽ mua được những phần quà gạo bao nhiêu tiền đó là Tý sẽ trích ra cả nhà. Đấy là tính như vậy, tại vì ở đây là họ còn mua được, họ còn chọn được. Ây dạ, nào uống sữa nào, lấy sữa là uống nào. Cười cười vui không, thích uống sữa lắm hả em? Dạ. Từ một ngày là bé uống khoảng mấy hộp sữa? 3 hộp anh. Một ngày 3 hộp hả? Ngày nào cũng vậy hả? Dạ. Con cho uống, kêu mẹ mua sữa cho con, mẹ biết mà, nó biết à, dạ.
không cho uống là phải đòi, đòi cho bằng được. Đòi bằng được. Thưa. Sữa bánh nhẹ nhẹ cũng vậy à. À, ngày nào cũng phải là một hộp sữa, một bịch bánh. Dạ. Ừ. Rồi nếu mà những ngày mà em không có tiền thì lấy cái gì cho bé ăn đây? Xin tiền mẹ có khi 50-10 ngàn mua sữa. À, dạ. Ừ. Thì hôm nay anh qua đây anh trao số tiền cho em nha. Dạ. Ừ. Đây là 17 ngàn tiền đó đúng không? 17 ngàn tiền đó là anh sẽ không có tính. À, 17 ngàn mà nãy là tiền mua sữa này á là anh sẽ bỏ tiền túi của anh thôi. Dạ. À, còn cái số tiền mà Mạnh Thường Quân đưa là anh sẽ đưa cho em là trọn vẹn, em biết không? Dạ. Nên anh tính đâu là mua gạo á, nhưng mà thôi, gạo đây họ bán giá cao quá thì em đi mua chỗ khác đi. Dạ. Em nha. Dạ. Ở đây á, là anh gửi cho em là 2 triệu này, anh đếm một 2-4 tờ này là thành 2 triệu này, em nhận giúp anh, em đếm lại kỹ có đủ không nha em nha. Tại vì khi về cái tiền bạc này nó sẽ rất là nhạy cảm. Dạ đủ rồi anh. Ừ. Cái này là em cảm ơn giúp anh cô Tư ở Mỹ và cô Tám Ngoãn. Dạ. Ừ. Em nói theo anh nha. Dạ. Cô Tư ở Mỹ và cô Tám Ngoãn. Cảm ơn cô Tư và cô gì ạ? À, cô Tư ở Mỹ và cô Tám. Cô ở Mỹ và cô Tám. Tám Ngoãn. Tám Ngoãn. À, và cảm ơn một cô Mạnh Thường Quân giáo tên. Dạ cảm ơn một cô Mạnh Thường Quân giáo tên. Mạnh Thường Quân giáo tên. Ừ, đã ủng hộ. Đã ủng hộ hai mẹ con em. Ừ, đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Đấy, thì anh đi qua đây á thì hôm trước anh có đăng tải và chia sẻ lên video á thì có ba cô đồng cảm. Dạ. Là có gửi qua cho anh một số tiền để qua đây, gọi là cái số tiền này á là để cho hỗ trợ bé. Dạ. Để cho em đưa bé đi khám biết kết quả như thế nào á, là để mình biết được mình còn tính được cái đường khác, em biết không? Dạ. Còn nếu mà bây giờ em á, em cứ để bé như vậy á, như hoài á là em sẽ không biết bé bệnh gì. Dạ. Cho nên cũng rất là khó cho em. Thì hôm nay là cái số tiền này giống như là anh gửi giấy cho em nha. Tại dạ. vì cái số tiền này là Mạnh Thường Quân là cho em rồi, là anh không có quyền gì trong này nữa. Dạ. Hay là anh chỉ ý kiến cho em á, là đưa bé đi khám ở dưới tỉnh á. Dạ. Để cho em biết kết quả chính xác nhất có thể, để mình còn xử lý tình huống, để mình làm như thế nào để cho hợp lý nhất. Tại vì anh biết là nếu mà mỗi lần mổ á, là chắc chắn là số tiền rất là lớn, nó không có nhỏ được. Dạ. Ừ, đó, cho nên là ấy là mình đi khám để mình biết. Dạ. Mình biết xong rồi á là giống như là để chồng làm về, hay là mình kiếm hay là mượn tiền ở đâu để mình lo cho bé. Anh biết á là cuộc sống gia đình mình rất là khó khăn, nhưng mà em mình khám cho bé trước đã em nha. Dạ. Mình cứ khám cho bé trước, ví dụ bác sĩ bắt buộc phải mổ thì mình lên đây rồi mình như thế nào đó. Thì ví dụ hôm nay thì anh có đăng tải video này á, thì anh cũng hy vọng là lần sau cũng sẽ có người khác là anh sẽ giới thiệu qua đây nữa, quay nữa. Nếu mà có ai mà giúp đỡ em được thì anh sẽ rất là vui, em biết không? Con ơi, con quay lại đằng sau để chú quay cái nào. Đây cả nhà ơi, tí không dám quay gần cả nhà nha. Đó, đằng sau đó là cái cục u á. Cái cục này là u ác tính hay u lành tính không biết nữa. Mà có khi nào bé nói là đau gì không em? Dạ không. Bé không có nói đau dạ, cái gì ạ? 1-2 năm thì nó sốt. À, sốt nó cao hay lắm. À, ví dụ em lấy tay em nhắn vào cái cục đó hỏi bé có đau không? Mẹ tập bệnh nha, nó đi chị. Hả? Nó thích em đụng vô cái này, cái cục. Nó không thích nữa hay là thích? Là không không thích ăn. À, nó đau là... hay là gì? Ê, hỏi bé là có đau không á? Nó đi chị, em tập bệnh này nè. Đau anh. Đau hả? À, đau. Bức mạnh như đau. Ừ. Đầu bé. Cảm ơn này, cảm ơn chú này nè. Cảm ơn ông chú. Cảm ơn ông chú ạ. Cảm ơn ông chú ạ. Thì thường cả nhà. Thì cả nhà chắc hôm nay là tí quay tới đây thôi. Thì tí cũng rất em cũng có lời nói. Cảm ơn anh nha. Tuần trước cũng giúp tụi em số tiền 500 em cũng mua sữa mua gì cho con em uống. Giúp cảm ơn anh đã giúp tụi em số tiền mua gạo mua
cho con em đi khám nữa. Này thì cái này á là giống như là anh rất là thương hoàn cảnh của mình. Dạ. Thật sự anh rất là thương bé luôn, tại vì bé còn quá nhỏ đi. Khi mà bé mang cái căn bệnh này, em phải biết cái tương lai của bé á, là sau này rất là thương bé luôn em. Dạ. Em tự nghĩ sơ một cái, mình tự nghĩ xa một cái đi. Khi mà bé mà đến tuổi gọi là tuổi dẫn vợ gả chồng đi, gọi là đủ 18 tuổi trở lên đi, là bé sẽ cảm thấy rất là thiệt thòi trong cái xã hội này. Dạ. Cho nên thì mình là cố gắng mình lo cho bé được cái gì á thì em cố gắng em nha. Dạ. Em còn cái lời tâm sự hay là ở trong lòng nào nói nữa không? Em cứ nói ra hết đi. Rất là cảm ơn anh đã giúp cho nhà em, cho số tiền này em sẽ chở con em đi khám một lần nữa. Đúng để rồi. Biết bệnh chính gì. Xác, đúng rồi, dạ. Chính xác bệnh gì em nha. Dạ. Thì anh nghĩ là nếu mà đi khám là không có tốn tiền bao nhiêu đâu, tại vì dạ. mình có cái thẻ bảo hiểm rồi. Dạ. Tại vì người đồng bào mình đi khám đa số là hình như là không có tốn tiền một đồng nào luôn. Dạ. Chỉ là tốn chi phí mình đi thôi. Dạ. Đấy, cho nên thì em cố gắng đưa bé đi khám đi. Dạ. Rồi sau này có kết quả sau là anh hẹn em. Anh không biết là khi nào anh sẽ qua nữa nha. Dạ. Anh không dám là anh hứa là khi nào anh qua. Nếu mà anh với em còn có duyên nữa, dạ. thì anh qua một lần nữa thì anh nghĩ là sẽ có người hỗ trợ bé. Dạ. Nếu mà anh qua đấy là sẽ có người hỗ trợ bé thì anh mới qua. Dạ. Em nha. Thì nếu mà không là mình chưa đủ duyên. Nhưng mà không phải chưa đủ duyên là mình không cần phải đưa bé đi khám. Mình phải đưa bé đi khám để mình biết được, mình còn sắp xếp được. Mình gọi là mình xử lý cái khúc nào ra khúc đó cho nó đỡ bé em nha. Chứ con là cái gánh nặng của bé rất là lớn. Cái cục này anh nghĩ là sau này nó còn lớn hơn nữa. Nay quá nó lớn hơn nữa là nó sẽ rút bé hết luôn. Tại vì cái cục đó nó như là chất dinh dưỡng mà bé ăn vào á là nó hút hết luôn. Nó khó mà làm cho bé phát triển, biết không? Dạ. Rồi thì hôm nay anh tới đây rồi. Thì anh Tý cũng xin thay mặt gia đình cảm ơn cô Tư ở Mỹ và cô Tám Ngoãn. Và Tý xin chân thành cảm ơn một cô Mạnh Thường Quân giấu tên luôn luôn đồng hành cùng Tý. Và Tý rất là cảm ơn, cảm kích và cảm động, rất là cảm động. Thì hôm nay qua tới đây thì Tý xin kết thúc video tại đây và kính chào mọi người, chào tạm biệt cả nhà.